Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình S hôm nay phát sóng trên kênh truyền hình VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2017 sẽ chính thức diễn ra. Thế nhưng việc chuyển sang hình thức thi trắc nghiệm 5/6 môn cùng với những thay đổi liên tục về quy chế thi trong thời gian vừa qua đã khiến cho nhà trường, học sinh và phụ huynh vô cùng lo lắng. Liệu học sinh và giáo viên có thể yên tâm giảng dạy, học tập trước những thay đổi liên tiếp khi mùa thi đã cận kề? Làm thế nào để có một kỳ thi thật sự hiệu quả và tránh những hệ quả đáng tiếc ảnh hưởng đến tâm lý học sinh trong năm học này? Và đây cũng sẽ là nội dung chính của chương trình S điểm ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn biết rằng để có thể theo kịp được trình độ giáo dục đang ngày một phát triển trên thế giới thì việc thay đổi hình thức thi cử hay là thay đổi phương pháp dạy và học là một điều tất yếu. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành lại liên tục thay đổi, khiến cho học sinh vô cùng lo lắng và thầy cô giáo thì rất lúng túng. Vậy thì đổi mới là điều tất yếu, thế nhưng đổi mới như thế nào và có phù hợp hay không? Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi cùng với khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Sái Công Hồng, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin chào biên tập viên Phương Anh và khán giả truyền hình của kênh VOV. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì ngay sau đây xin kính mời khách mời cùng với quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi để có thể hiểu rõ hơn trong thời gian qua quy chế thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 đã có những sự thay đổi như thế nào. Trước năm 2014, Việt Nam có 13 năm liên tục thi đại học theo hình thức ba chung, chung đề, chung đợt và sử dụng chung kết quả thi. Từ năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo gộp hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học cao đẳng vào làm một, gọi là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo chính thức công bố phương án kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Thí sinh sẽ phải thi các môn toán, văn, anh, khoa học tự nhiên gồm có lý, hóa, sinh, khoa học xã hội gồm có sử, địa, giáo dục công dân. Trong đó 5/6 môn thi theo hình thức trắc nghiệm, chỉ trừ môn ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên đưa môn giáo dục công dân vào thi Trung học phổ thông quốc gia và cũng là lần đầu tiên thi môn này theo hình thức trắc nghiệm. Đầu tháng 11 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp về việc tổ chức kiểm tra kỳ 1 lớp 12 cấp trung học phổ thông năm học 2016-2017. Sở sẽ chủ trì việc ra đề. Tuy nhiên đến ngày 30 tháng 11, thay vì thi theo đề chung được Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra như dự kiến, thì các trường sẽ phải tự ra đề và tổ chức kiểm tra. Mới đầu thì có thấy bỡ ngỡ và cũng lo lắng hồi hộp nữa, tại vì là lần đầu tiên bọn em được thi như thế này, mà cũng cuối cấp rồi. Em thấy cái việc thay đổi hình thức thi thì cũng khá là sốc với bọn em. Bây giờ bọn em sẽ phải học rộng hơn, nhưng mà sẽ không sâu vào các phần như ngày trước thi tự luận nữa. Nếu mà thay đổi tiếp tục thì có lẽ là nhiều bạn sẽ có tâm lý là lo lắng, rất là lo lắng, tại vì liên tục thay đổi như thế thì các bạn sẽ không thể chuẩn bị tâm lý kịp. Với học sinh lớp 12, thời gian chuẩn bị và ôn thi không còn nhiều. Việc thường xuyên thay đổi hình thức thi cử như thế này, phải chăng các em đang bị đặt lên vai quá nhiều áp lực? Vâng, thưa ông nhận định như thế nào về cái dự thảo quy chế tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 ạ? Thực ra thì thưa với quý vị và đặc biệt với các em thí sinh mà năm nay dự thi Trung học phổ thông quốc gia thì cái quy chế tuyển thi Trung học phổ thông quốc gia thì cũng đã được ban hành khá sớm. Đến cái thời điểm này thì đã, nếu so với mọi năm ấy, thì cũng phải cỡ chừng khoảng tháng 3 hoặc trung tuần tháng 3 mới ban hành quy chế. Nhưng năm nay thì tôi thấy rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành cái dự thảo rất sớm và đã lấy ý kiến, đang lấy ý kiến rộng rãi của xã hội. Thì có tôi thấy có ba mấy cái điểm chính của cái quy chế thế này. Thứ nhất ấy, thì cái quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia làm sáng tỏ hơn nữa cái phương án mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra từ ngày 28 tháng 9 năm 2016 vừa rồi. Cái điểm thứ hai ấy, nó nhấn mạnh ở trong cái quy chế ấy, là cái tính công bằng cho các em bằng cái hình thức thi, và ở đây là đặc biệt là mỗi em thí sinh trong một phòng thi ấy, là có một cái đề thi riêng. Và cái điểm thứ ba nữa tôi thấy tương đối là nổi bật là cái việc là mỗi em thí sinh mà khi mà làm một cái đề thi riêng đấy thì ở trong quy chế thì tuy rằng là chưa được tường minh lắm, thì có lẽ là trong thời gian tới cần phải làm rõ hơn là mỗi thí sinh một mã đề thi riêng, chứ không phải như mọi năm là một mã đề mà đảo ra thành cho mỗi em một đề thi đấy. Và cái điểm cuối cùng ấy, thì tôi thấy rằng là
Trong cái quy chế thi năm nay ấy, thực ra là bộ cũng đã cố gắng khắc phục những cái tồn tại của cái kỳ thi năm 2016 và cố nhấn mạnh và giữ lại những cái đã điểm đã đạt được năm 2016. Vâng ạ, vậy thì còn về dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng thì sao? Và ông có bình luận gì về những cái điểm mới nổi bật nhất? Và những cái thay đổi mới đó thì liệu có ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của các em học sinh cũng như là các thầy cô giáo hay không ạ? Thực ra thì đúng là trong cái thời gian một tuần vừa qua ấy, thì cái bình luận về cái quy chế tuyển sinh đại học thì có rất nhiều ý kiến, có các thầy, các cái chuyên gia, mỗi người có một ý kiến khác nhau. Thì hiện nay nó đang có hai cái quy chế tuyển sinh đại học ấy, thì nó có ba cái điểm nhấn lớn theo cá nhân tôi ấy. Cái điểm thứ nhất ấy, là cái điểm mới ấy, là không hạn chế cái nguyện vọng của thí sinh. Đấy thì cũng có những người là đồng tình, có những chuyên gia là không đồng tình, bởi vì nó nhiều quá. Thế nhưng mà tuy nhiên ấy, thì trong cái quy chế người ta cũng đã ghi rõ cái tính ưu tiên. Dù là anh có chọn nhiều nguyện vọng, nhưng cũng xét đến cái nguyện vọng ưu tiên đầu tiên để xem anh có đỗ vào cái nhiệm ưu tiên đó không. Vì vậy cái nhiều nguyện vọng ấy thì chỉ là thuận lợi cho các em thí sinh thôi, để các em có thể, những em nào mà đạt điểm cao thì có thể đỗ được vào những cái ngành mình lựa chọn yêu thích. Nếu không đỗ ở ngành ở cái trường này thì sẽ đỗ ở ngành dưới từ trường khác. Thế điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai ấy là khi mà có cái sự tranh luận khá lớn ấy, tôi theo dõi ấy, thì là về cái hạ tầng công nghệ thông tin. Vậy liệu đăng ký nhiều như thế, tức là đăng ký khi mà thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi thì đăng ký nguyện vọng ngay, thì các em có cái thời gian để các em tư duy suy nghĩ. Sau đó khi có kết quả thì các em lại có quyền đổi cái nguyện vọng đó khi đã có kết quả rồi. Thì vậy có lo lo lắng cái việc là có nghẽn mạng không? Nó giống như năm trước là chúng ta xem điểm nó bị nghẽn mạng đấy. Đấy, thế thì tôi thấy rằng là cái năm nay là chúng ta đã làm một cái điều tương đối khác ở chỗ là có một cái cổng thông tin về tuyển sinh, mà ở đó ấy, thì là chỉ đưa cái dữ liệu chung, các cái phần thông tin chung và các trường tự tải về tự xét tuyển. Cho nên cái vấn đề về công nghệ thông tin thì thấy không có vấn đề gì. Và có một cái vấn đề lớn nhất ấy, tôi thấy tranh luận khá lớn của các chuyên gia và các cái đồng chí quản lý lãnh đạo ấy, ở các trường ấy, là cái việc điểm sàn. Vậy trong quy chế thì là không có điểm sàn. Không có điểm sàn. Thì người thì nói rằng là thi có thể người ta chọn điểm là thi tuyển bằng học bạ thì cần gì điểm sàn đâu. Đặc biệt những trường mà người ta tuyển những năm đây toàn điểm cao hơn 3-4-5 điểm so với điểm sàn thì người ta không quan tâm lắm gì đến điểm sàn. Thì ngược lại lại có một số trường người ta nói rằng là ví dụ người ta không đủ thí sinh chẳng hạn thì người ta cứ hạ mãi xuống thì chất lượng đầu vào nó không tốt thì sao. Thì đấy là những lo lắng băn khoăn. Thì theo cá nhân tôi thì thực tế ra là cái theo cái lộ trình thôi, không có điểm sàn là phù hợp với luật giáo dục đại học, bởi vì các trường người ta được quyền tự chủ và người ta phải giải trình với xã hội cái chất lượng đầu ra của người ta. Thì tuy nhiên đấy thì cá nhân tôi thấy rằng là điểm sàn nó phải có lộ trình đấy, nên chăng các trường đại học đã được kiểm định chất lượng thì không cần công bố điểm sàn, các trường mà chưa được kiểm định chất lượng thì nên có một cái điểm sàn, tức là chúng ta tự chủ có lộ trình. Là năm 2016 thì là năm của những sự thay đổi trong giáo dục, và thời gian qua thì chúng ta liên tục thay đổi các hình thức, các quy chế thi. Tuy nhiên thì cái chương trình giảng dạy trong sách giáo khoa thì lại chưa có nhiều sự thay đổi. Vậy thì theo ông cái điều này có ảnh hưởng như thế nào tới các em học sinh cũng như chất lượng các kỳ thi hay không ạ? Thực ra theo quan điểm cá nhân tôi, mà người nghiên cứu về khoa học đoàn đánh giá ấy, thì cái việc mà có thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa hay không ấy thì không ảnh hưởng đến việc đổi mới trong kiểm tra đánh giá. Bởi vì kiểm tra đánh giá từ trước đến nay thì chúng ta quan tâm đến ba cái yếu tố chính, vai trò chính của kiểm tra đánh giá. Thứ nhất là kiểm tra đánh giá để biết thành quả học tập của người học, kiểm tra đánh giá để coi như một hoạt động học tập, và kiểm tra đánh giá là vì cái hoạt động học tập. Thì từ trước đến nay cái kiểm tra đánh giá vì kết quả thì nó sáng lên, còn hai cái điểm kia nó mờ đi. Thế nhưng xu thế hiện nay ấy, thì kiểm tra đánh giá người ta phải quan tâm đến cái việc là như một hoạt động học tập và vì hoạt động học tập, còn cái kết quả thì nó chỉ là cái yếu tố thứ ba thôi. Chính vì thế mà cho dù nội dung nào, cho dù sách giáo khoa mới hay cũ ấy, thì cái phương pháp kiểm tra đánh giá là không thay đổi. Có chăng nó chỉ thay đổi những cái nội dung câu hỏi ở trong cái phương thức đánh giá đấy mà thôi. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, thay đổi thì là vì học sinh, vì chất lượng của một nền giáo dục tốt hơn. Thế nhưng chỉ còn mấy tháng nữa thì kỳ thi đã cận kề, và các trường học đã thích nghi như thế nào với những thay đổi này? Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phóng sự của chúng tôi. Cả trường chỉ có 2 giáo viên dạy môn giáo dục công dân,
nên cô Nguyễn Lương Thiện cùng với đồng nghiệp của trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng đã phải chuẩn bị bộ đề thi với 14 mã đề và hơn 400 câu hỏi trắc nghiệm. Kỳ thi năm nay, lần đầu tiên môn giáo dục công dân có trong danh sách các môn thi tốt nghiệp và cũng là lần đầu tiên thi trắc nghiệm. Những lần đầu tiên như thế đã khiến nhiều trường trung học phổ thông gặp nhiều khó khăn trong việc soạn giáo án và ôn tập cho các em. Ví dụ như trắc nghiệm ngày xưa là trắc nghiệm theo kiểu điền câu, trắc nghiệm theo kiểu nối vế chẳng hạn, như là những cái đó nó không còn phù hợp nữa rồi này. Vì ở góc độ của tôi là một giáo viên lâu năm, chứ còn nếu giáo viên trẻ mà nếu không chịu nghiên cứu thì là sẽ vất vả. Hoặc là ví dụ giáo viên vùng sâu, vùng xa người ta thiếu tài liệu thì có thể người ta sẽ vất vả. Không chỉ giáo dục công dân mà việc xây dựng đề thi và hình thức thi cho những môn trong tổ hợp bài thi xã hội và tự nhiên cũng là băn khoăn chung của nhiều giáo viên. Học sinh là nó cũng lo hơn, nó phải lo hơn chứ, phải học số môn nhiều hơn, phải dành thời gian cho các môn nhiều hơn, nó giải ra các môn nhiều hơn. Đấy thì cái tâm lý này là tâm lý chung. Do không có nguồn câu hỏi trắc nghiệm để tham khảo nên nhiều học sinh đã phải tự tìm các nguồn khác nhau. Thay đổi về hình thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm môn toán cũng khiến các em lo lắng. Với nhiều đại đa số học sinh thì việc thay đổi mới này là em thấy là nó rất nhanh và có nhiều bạn có thể chưa kịp thích nghi rất nhiều. Khi mà thi tự luận thì bọn em thường nắm trọng tâm các cái kiến thức cơ bản, nhưng mà khi mà chuyển sang thi trắc nghiệm thì có những cái kiến thức mà chi tiết hơn và ngoài lề hơn thì bọn em cần phải học thêm, bổ sung thêm những cái kiến thức khác nữa. Vì vậy nên là khi mà thi trắc nghiệm thì bọn em cần học thêm nhiều hơn và cái cường độ học nó rất là nặng hơn trước rất là nhiều. Những đổi mới trong đề án thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 ngả theo xu hướng đánh giá năng lực tổng hợp học sinh, chú trọng kiến thức toàn diện, nâng cao chất lượng đầu vào. Tuy nhiên, lộ trình của những đổi mới này chỉ trong một thời gian ngắn đã đẩy nhiều trường vào thế bị động. Thay đổi không có nghĩa là làm khác đi, thay đổi là làm cho nó tốt hơn. Cứ mỗi năm thay đổi như thế này thì quả thực là cũng gây ra cho cái chất lượng giảng dạy nó cũng giảm sút. Thay đổi không phải là làm khác đi, mà thay đổi là để tốt đẹp hơn, để các em học sinh nhẹ bớt trên vai những áp lực học hành, để mùa thi không còn là nỗi ám ảnh và sợ hãi. Và không ai mong muốn một chủ trương mới đưa vào áp dụng năm nay lại phải thay đổi vào năm tới. Vâng ạ, có thể thấy rằng là rất nhiều em học sinh cũng như là nhà trường thì đang như là ngồi trên chảo lửa của mùa thi cử vậy. Và ông không biết là ông có suy nghĩ như thế nào về những lo lắng này của các em, cũng như là ông có lời khuyên gì cho các em học sinh khi mà mùa thi đã rất là cận kề rồi không ạ? Thực ra thì sau khi mà xem phóng sự ấy, thì tôi cũng có một cái vài cái điểm như thế này. Tức là khi mà chúng ta đã nói rằng đánh giá giáo dục ấy, tức là đánh giá cái năng lực toàn diện. Đánh giá năng lực toàn diện tức là học gì phải thi đó. Đấy thì vì thế mà thi trắc nghiệm nó có lợi thế là nó thi học gì thi đó và thi rộng hơn. Và chính thi trắc nghiệm là nhẹ nhàng hơn cho các em rất nhiều, tránh học lệch học tủ. Đấy thì đấy là cái đấy thì đã nói lại rất là nhiều lần rồi. Thế thì tôi có mấy cái điểm này, khi mà tôi tiếp cận ấy, tôi nghe được thông tin ấy thì tôi nghĩ rằng là các em không nên băn khoăn lắm. Bởi vì là cho dù thi tự luận hay thi trắc nghiệm thì các em vẫn cứ phải học chương trình hết sức cơ bản. Thì cũng đấy là chính là lời khuyên của tôi với các em. Tức là người ta sẽ ra cái đề thi hoàn toàn là dựa trên cái kiến thức cơ bản của sách giáo khoa. Vì thế đầu tiên là các em phải học rất cơ bản kiến thức của sách giáo khoa. Thế là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai ấy, một cái điểm khác biệt lớn nhất trong cái kỳ thi này mà từ trước này chúng ta chưa làm. Đấy, và cái này mà các sở cũng chưa làm được, nói rằng là nếu thi như trung học thông quốc gia thì cũng chưa sát. Bởi vì là gì? Là ngoài cái việc ra câu hỏi ra thì có một nội dung nữa là tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục nên tuyên truyền rộng là những câu hỏi này được thử nghiệm với chính học sinh đang học lớp 12. Thế vì thế nó rất vừa sức với các em. Câu nào mà nặng, câu nào chưa vừa sức thì được điều chỉnh cho nó vừa sức. Thì đây là người ta gọi là đề thi chuẩn hóa hay câu hỏi đi thi chuẩn hóa. Tức là được lựa chọn mẫu từ các em dân tộc miền núi v.v. để thử nghiệm. Và cái đề thi là nó rất sát với các em. Nên là cái điểm thứ hai tôi khuyên các em để các em biết là các em không lo lắng. Và cái điểm thứ ba ấy là các em cứ yên tâm, chúng ta ôn tập thật kỹ đấy các kiến thức kỹ năng sách giáo khoa thì các em có thể làm bài rất tốt. Và điểm cuối cùng nữa thì tôi cũng rất mong là các em cũng phải giữ sức khỏe, bởi vì có sức khỏe thì các em mới có thể học tốt và thi tốt được. Chúc các em năm tới các em thi tốt. Vâng, xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chính trong chương trình ngày 23 tháng 12. Quả Tết là một nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Quà Tết còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của người tặng đối với người nhận. Tuy nhiên, quà Tết đã bị biến tướng, là mầm mống của những tiêu cực. Khi mà cái cuộc sống nó khá lên, kinh tế nó phát triển lên,
rồi mối quan hệ giữa con người với con người, cái giao lưu, hội nhập nó nhiều hơn, thì cái chuyện đó nó có phát triển nhiều hơn. Và thực chất đứng đằng sau đó là những động cơ không trong sáng. Và nếu nó bản chất của vấn đề đó, đây cũng là cái dạng tham nhũng. Thì theo tôi làm chia để đi. Và ngay từ giờ cơ mối rõ ràng, ai không thực hiện thì chỉ thị sẽ bị kỷ luật. Liệu có ngăn chặn được tình trạng hối lộ, tham nhũng, trục lợi vào dịp Tết? Giải pháp nào để ngăn chặn được tình trạng biến tướng quả biếu Tết? Đón xem S-Studio 17h55 ngày 23 tháng 12.